Tao ngồi con tròn tao chạy lắm. Dạ cô ơi, vì sao giúp cá ở đây được nhiều người đến mua vậy cô? Thì ở đây là đất đất cốt. Dạ. Chứ không phải đất ruộng. À vậy đất cốt lại ăn ngon hơn, uống ngon hơn. À dạ vậy. Còn đất ruộng là họ sợ. Họ sợ là ốc nữa nè. À, mà uống dạ. Không có không đọt. À dạ. Họ sợ là coi như xốn đồ đó. Dạ dạ. Có đứa kêu giúp quá mà uống có số gòn thử á. Cũng tùy theo cái diện ruộng. À. Ruộng với đất nên nó tạo nên những cái tác dụng phù thôi, chứ còn mà giếp cá là hoàn toàn sạch. Tốt hơn nước chi nước lá gì rau má luôn cô hả? Rau má thì hắn cũng tốt với đàn không nhưng mà hắn hơi mẹt. À dạ đúng rồi, đúng rồi. Hắn hơi mẹt. Dạ. Tốt, hắn hơi mẹt là hắn cũng có phân. Dạ. Chứ còn có anh đây là không có. Dạ. Ok, con thấy vườn rau má của nhà vườn rau giếp cá của nhà mình bên núi non nước như thế này đẹp quá. Mà ra đây là gọi là rau sạch đây. À gọi là rau sạch luôn. Trong bữa dẫn tôi bón đây tôi cũng nuốt rau sạch chứ không có. Dạ đúng rồi. Ở đoàn thôi, họ vừa ngó ra tôi là biết rau sạch. Dạ. Chắc chắn là đến đây thì con phải mua về ăn rồi. Nãy giờ con nghe cô nói con thích quá. Không có tiền. Chứ cháu con mua 20 ngàn đứng cô. Bón mua. Cô bán cho con 20 ngàn hả? Bán cho con 20 ngàn đứng cô. Bón được rồi, đi liền, bón được rồi. Kệ bán 20 ngàn về con làm nước uống này. Rồi con thử nấu canh bữa này. Con chắc chắn là ăn rau sống thì phải ăn rồi đó. Dạ. Dạ rồi. Xà nước uống không hết em bỏ vô tủ lạnh á. À dạ. Bỏ vô cái chừa nè. Dạ đúng rồi. Xà răng rồi con bỏ vô con chừa đó. Dạ. Rồi cái em bỏ trong tủ lạnh đó cái em uống ví dụ như mà em khó uống em uống không được á là em cho vô chứa đường. À. Còn em cho vô chứa đường thôi chứ. Dạ rồi. Còn mà ví dụ như mà em uống thường xuyên được á là em không cần đường, em chữa bệnh là em không cần đường. Dạ dạ. Thì hén đã có đồ chua mà. Dạ. Dạ, cho nên uống ví dụ mà uống mà uống thường xuyên á uống được á là không cần đường. Ồ. Bỏ vô tủ lạnh uống ngon á. Ồ vậy hả cô? Ừ. Ồ ok. Còn ví dụ như mà uống mà không quen á là cho vô xí đường thôi. Dạ. Là cho dễ uống, chứ còn hén là dễ uống đó. Cái này để uống lâu dài thì cứ thêm xí đường thôi. Đúng rồi, bỏ tủ lạnh. Uống vừa để em bỏ vô chưa nè, cái đắng chưa lựa cái bỏ tủ lạnh. Uống không? Dạ rồi, đợt này chắc chắn là con phải mua cái 20 ngàn để về con uống thử đó. Dạ. Thì cho có má ép có giấy, ép rồi đặt sốt hay chưa? Dạ, ép thì chắc chắn phải lọc sáng rồi. Còn ví dụ như mà ở bên xa đó là đặt sốt, còn mà ép cũng tôn luôn mà. Dạ, cái này về có vừa con làm mà. Dạ. Dạ, có chứ, dạ. Cô cháu con hỏi câu cuối cùng nghe, cái hoa cô này, cái hoa này có tác dụng gì không cô? Dạ. Con thấy hoa này, hoa của giúp cá này. Hoa nó là ráng tóc lên cái hoa thôi chứ đâu có tác dụng gì. Dạ. Hoa nó ký nằm trong ngọn á. À, đúng rồi. Ký 500 ngàn rồi chứ. Dạ đúng rồi, hái cho đủ là 1 ký là 500 ngàn đúng rồi đó. Dạ. Không, nhưng mà ý con nói là không có tác dụng gì không á. Không có tác dụng chết mà không có hựa chứ hết trơn á. Dạ. Chẻ qua là mình để ăn à có đỡ dạ. Hoa thôi chứ không có không có gì mà sợ hết. Dạ. Nếu mà ví dụ như họ mua về uống là còn uống cái giò này còn ngon hơn nữa. Dạ. Không nhưng mà con tưởng là hắn mình có thể lấy hoa để chữa một cái bệnh gì khác đó, nữa. Dạ. Dạ. Cho tới thời điểm như là cây như cho cũng phải 35 cm rồi chứ cô hỉ. Cao. Cao 35 cm là đủ rồi hỉ.
Dạ. Con mình ta là tốt thôi. Con thấy vườn ấy là cây tốt xanh dễ sợ. Mà có bông nè. Cô cho con hỏi này, cô rau diếp cá này có phải là ăn sống thôi phải không cô? Ăn sống nè, ăn sống nước uống nè. Nuôi đây chứ hát cũng công dụng nhiều lắm. Dạ, công dụng nhiều lắm mà cô. Ví dụ? Ví dụ như bình trĩ nè. Ồ, bình trĩ luôn. Bình trĩ á, có bình trĩ á là gì hơ hay con hách nè. Ờ. Cái này cho hết. Còn nít mà nắng bộ nở. Dạ. Thì mình nấu nước cho uống này. Còn quà thì ăn uống ở đây tốt mà. Bỏ mép ở được hứa gì ít lót nha, vừa có đáp lên cũng mốt nó cũng mới. Dạ, đỏ mắt hả cô hả? Ừ, đỏ mép rồi đó. Người lớn trẻ con gì người lớn trẻ con chuyện đáp con người mát rồi nè. Dạ. Đứa con nít là mình hà sốt phải không cô? Sốt phải cũng được. Có sao cái này đây, cái này hà sốt. Hèn gì. Dạ ra rứa rồi lấy cái vải đáp thôi cô hả? Dạ. Mình như đó nè. Dạ. Còn mình giỏ thì coi như là mình cho uống nước luôn. Cô, mời con nói này. Kia con nghe là cái nó có tên là diếp cá hay là diếp, gì? Diếp có. Diếp cá à cô? Diếp có. Dạ, đây là tên chính thức đó. Chính thức hay là diếp có. Dạ. Chứ không phải là mát có, mà diếp. Diếp cá. Cái chữ diếp có chữ phải diếp. Là do hương vị hay là gì không cô? Thì do cái hương vị của hắn này cũng thơm. Dạ. Cũng thơm nè. Mình mà bị viêm son đồ là biết liền. Là mình đẹp hết, mình là tép lên là nhả mũi rùa luôn. Tanh, chỉ biết đúng là giết quá. Dạ, thằng tanh như mùi cá vậy nữa. Thằng tanh. Thằng tanh biết nguy hiểm quá. Chứ còn ví dụ như mà hắn không tanh là coi như là cái quá nó không khửa nè. Dạ. Nhiệt tình đó. Mà dạ, tôi lồn ra hầu mô trừ nó mấy chục nam rồi. Dạ. Mà coi như hén là chỉ có hén là giết quá. Giết cá đó. Ừ. Hồi xưa đó là ông bò mình lồn là không có để tóc gì đi. Dạ. Có một khúc mình hợp tét đâu này. Dạ đúng rồi. Ừ. Mà trừ là coi như nó chế lồn theo kinh tế đó ha. Đúng rồi. Mình phải lùm tóc chứ mới có lợi nhuận, cho nên phải lùm tóc. Dạ. Buôn bón một phải tóc. Chứ còn không có lùm ngắn như thế được. Lùm ngắn dạ. Là coi như không có. Thường người mua họ thấy ngắn, thấy ngắn quá họ cũng mua chứ phải. Ngắn mà ngon quá họ mua. Dạ. Và cái thứ này á mà ngắn là hắn sáu. Dạ, ngắn lẫn sáu à? Ngắn lẫn sáu là hắn chưa đủ cái độ lượng của hắn lên. Dạ. Mà mình đã thu hoạch rồi. Dạ. Còn cái này là con như nói đúng rồi là hắn cũng hơi quá lứa đây. Dạ. Cho nên bò dài, con thấy dài rồi cô. Dạ. Nhưng mà do sao cô khai thác không kịp à cô? Không kịp đúng rồi, đang tự ăn mát Covid này. Dạ đúng rồi. Bằng kép ít nữa chặt lửa cho lần vừa đó. Dạ. Như vậy thì cách đây là bao nhiêu ngày là cô cắt cái vườn này rồi? Đây à. Dạ. Mấy ngày qua đây này. Ồ vậy hả? Mấy ngày qua đây thôi. Cái ngày các bả 80 đó. Ngày các bả 80 đó. Bón ít, còn bón họ bón nhiều là bón cả đàn. Dạ. Bón cả đàn, đúng rồi, cái này là bón nhiều lắm. Chợ đồ mấu là đa số là bón ở đây nhiều. Tính theo ký đó cô hả? Tính theo ký. Tính theo ký à. Dạ. Tiêu thụ chợ, nói chung qua tiêu thụ là chợ đồ mối này cái này. Bỏ qua chợ đồ mối họ mua lại xong rồi họ bán lẻ thôi. Bán lẻ cho các cô buôn đi các chợ lẻ đó. Tôi nhỏ tôi đang qua đó tôi bảo chợ đó. Tôi bán ở chợ đồ mối nè. Nhưng mà cô, cái này là cách đây 1.5 tháng là cô cắt trên cái vườn này. Bây giờ mới cắt lại đó. Vậy mình đi cắt quanh rồi cái mình tới đây là ví dụ đúng y 1.5 tháng thôi. Dạ. Còn ví dụ mà không có ra mà hiếm quá không có là thoáng mình cắt cũng được. Dạ. Là bí quá. Nhưng mà thoáng thì coi như là không đủ năng suất. Không đủ trọng coi như năng suất cũng kém. Năng suất kém đó. Đúng rồi. Cái này cũng như những cái loài cây trái khác tính kỹ rồi cho mình cũng cho nên mình tính toán ghê lắm chứ trong lời ký này đó cô ơi. Chứ không tính thì coi như là phân toán mét anh biết không? Dạ. Coi như là không đủ tiền. Dạ. Không đủ tiền luôn, không đủ tiền cho nên. Anh thấy thì cắt được thì em gặp trẻ đi. Rửa để cho ráo xong rồi mới xay cô hả?
Dạ, thường là mùa hè. Mùa mưa trời lạnh uống đâu bằng. Dạ. Mùa nghe đó nè. Dạ dạ. Là tháng mốt mà. Tháng đâu có bữa là. Đúng rồi. Trời mưa là coi như uống sống là đau bụng.